Vâng, hôm nay chiều chủ nhật em tranh thủ em lên review lại cho khách test thử em Ford 3.000, giá 95 triệu có mọc nhỏ. Vâng, và tiếp tục đưa khách đang test thử cùng với ông chủ chiếc đầu Ford 4.600 T6. Các bác nhé, đầu cày. Alo. Rồi, ok. Anh đồng ý. Em tên gì nhỉ? Em tên gì? Rồi, Trần Văn Tịnh. Rồi, ok. Rồi. Nãy giờ cũng lu bu các bác nhé. Em quên cái... Em quên một cái thì bắt đầu khách của em. Rồi, em các bác chạy em một túi. Dạ. Đây các bác. Vâng. Chắc chắn là em đã kết bạn xong các bác này. Đây. Đây. Em đã kết bạn xong là rồi. Và em ấy lại một chút để người ta gửi hình cho em để em đi review chiếc xe 3.101 các bác nhé. Đây. Đâu ta? Điện tài quá ông ơi, tắt ngay, mấy ông này lộn xộn quá. Tắt ngay, người ta đang review. Rồi ok, em dẫn rồi thì chú đã bán nha. Trong cuộc sống của chúng ta đôi khi cũng phải dẫn một chút cho nó vui, nụ cười bằng 18 thuốc bổ. Riêng Lê Tuấn thì lúc nào cả ngày cứ phải cười liên tục các bác nhá. Rồi đây, đã quá. Rồi. Đây các bác này. Đây, ok các bác nhá. Đây này, đã gửi cho em hình xong. Đây. Chiếc Ford này 3.000 các bác nhá. Là có giá đồng bộ là có giá 101 các bác này. Đây này. Đó, thấy chưa? Nói chung đây. Cầu đồng bộ này. Rất đẹp các bác nhá. Đấy, hôm nay Lê Tuấn đang review thì có người ở Dương Minh Châu Tây Ninh. Điện thoại cho Lê Tuấn là đang quay giùm một chiếc xe Ford 4.000. Các bác hãy đón chờ chiếc xe này. Ngày mốt em quay. Các bác nhá. Và ai thì chiếc xe này và chiếc xe này thì chiếc xe này là 3.000 mà kêu 101, có giấy tờ các bác nhá. Đấy, có giấy tờ luôn, cho nên là các bác yên tâm, nếu ai đang cần giấy tờ thì hãy liên hệ qua ngày mốt em qua quay chiếc xe này cho các bác. Rồi, và để tiếp tục chương trình thì em lại cũng tiếp tục review lại con Ford 4.000 đời T4 đó nhá, zin hết luôn, máy là máy của 4.000, máy 4.600 các bác nhá. Đấy, và vỏ đây và la răng rất đẹp. Đây này, đẹp lắm các bác ạ. Rồi thứ hai là mọc đồng bộ, cầu 5 tấn. Mọc cũ nhưng sơn lại, bánh đôi. Bánh của em nó là 10.00.20. 10.00.20 các bác nhá. Đấy, rất xịn sò. Và coi như là hiện bây giờ ra giá 125 triệu. Các bác nhá, Ford 4.000 này. Đấy, và Lê Tuấn đi vào chi tiết cái thông số của chủ nhân. Đấy, báo với chúng ta chiếc mọc đồng bộ cùng với một chiếc đầu Ford 4.000, máy 4.600. Đây, 125 triệu các bác ạ. Thắng hơi, lucky đầy đủ. Có nhá, nhíp rất đẹp, hầu như đang còn như mới. Đấy, các bác nào đang tâm trong phân khúc này, hãy điện thoại cho Lê Tuấn 0394 326 198 các bác nhé. Đấy, và em tiếp tục đi cùng với các bác
về cái bánh đôi của bên này. Đấy. 110020 các bác nhá. Đây, và cực kỳ chắc chắn. Rồi, và thứ hai, em vẫn tiếp tục lại để trình diễn cái chữ A. Ở cái này không có bứng các bác nhá. Đấy, không có bứng, 125 triệu không có bứng, thắng hơi là kê. Đây. Đấy, và đầy đủ hơi cho các bác. Vâng, đã cấy đồng bộ cho chúng ta một tác phẩm văn học cổ điển cực kỳ đẹp, cũng như tất cả các thương hiệu trên mọi miền Tổ quốc hiện đang chiếm lĩnh, đứng đầu làn top ten Tây Ninh của chúng ta. Đã, nói về đồng bộ thì chúng ta phải hướng về tỉnh Tây Ninh, là một nơi thủ phủ của tất cả các xe đồng bộ các bác nhé. Đấy, và tất cả đây là bình hơi và nơi móng mặc đuôi to của em nó, và tất cả có dây hơi, dây thủy lực và dây điện đầy đủ. Mọi chi tiết tất cả các thứ em đã cho để cho các bác và xem rất rõ ràng, chi tiết hấp dẫn. Tiếc rằng cái xe tròn, bánh lớn đó nha. Bánh của em nó đây là của Nguyễn Đình. Bánh to. Đấy, có thể là nó là vỏ coi như là 16-9-30. À, và đã có đầy đủ độ cho ta bàn đạp hơi và bàn hạ thắng. Tất cả mọi cái mu miết đầy đủ. Đấy, để ti ben đó nha, và cần gạt ti ben. Số mã đó, có số mã đầy đủ và bàn thờ. Và vô lăng. Trong đó kết hợp bàn thờ vô lăng thì Lê Tuấn thường thường vẫn là có ấn tượng với những chiếc xe của bác tài chúng ta. Những bác tài của ta đường dài đúng không ạ? Ngồi trên những chiếc yên này thì có thể mấy ông Mỹ và Nhật, Hàn Quốc và nói chung là nước ngoài, người ta phải được khâm phục mấy ông bác tài máy cày Việt Nam. Và trên này là có một cái mùi chúng ta đã dùng tôn của xưởng tôn An Thái bắn cho chúng ta kỹ lưỡng, không sợ mưa, không sợ gió, và một màu xanh huyền thoại có hàng chữ thương hiệu của Phua 4000 các bác nhá. Và tuyệt vời, dàn lông cũng rất đẹp. Trong khi đó các bác đang chần chừ nghiên cứu tại sao đầu Phua 4600 là có bàn G. Bàn G có nhá, bàn G này là đúng Phua máy 4600, nhưng nó lại không có một cái e và không có cái anh nhớ chỗ này, thì cũng là một cái anh em chúng ta đang còn lăn tăn suy nghĩ liệu chừng có đầu dê đít bò hay là đầu gà đi vịt đúng không ạ, hay là đầu heo nấu cháo, hay là treo đầu dê bán thịt chó. Thì cái đó em mong các bác luôn luôn thẩm thấu, còn em thì chỉ review, ngoài ra em không biết gì. Nếu có bị cái gì các bác chịu trách nhiệm trước pháp luật, còn em không biết gì hết. Em chỉ là người quảng bá, chứ em không có theo ai. Các bác nhá. Đó là chương trình của những cái thương hiệu đầu heo đít vịt, đầu bò đít dê. Nha. Đầu dê đít bò. Đấy. Những chương trình mà em gặp nhiều, thường thường em chỉ review, còn những gì sai sót mong các bác bỏ qua. Có những cái em nói không đúng, cũng tất cả mong các bậc tiền bối trên tất cả các bác bác cài trên mọi miền Tổ quốc đang theo dõi kênh của Lê Tuấn. Cuối cùng, chiều Chủ nhật hôm nay em cũng hoàn tất một series những em phụ, những người đẹp hớn quản ở trên đất Bình Phước và những người đẹp Bình Dương. Tuần tới em sẽ vượt qua bên Tây Ninh, đi Tây các bác nhá, Tây nhà Tây Ninh, để em tiếp tục review những người đẹp lên trên trang lốc, trang bè của cuộc hành trình đi tìm người đẹp phụ, hoặc MBZ, hoặc là Belarus, Chibora, Kubota, Isiki các bác nhá. Và hôm nay cuối cùng em xin chân thành cảm ơn các bác đoàn viên với gia đình. Ngày mai đầu tuần chúng ta tiếp tục trên con đường đi làm kiếm tiền nuôi sống gia đình. Em hôm nay xin dừng, kính chúc các bác mạnh khỏe, làm ăn gặp nhiều may mắn. Em xin hẹn lại video sau.